Báo Thái Lan, bí quyết thành công của Việt Nam là gì trong việc trở thành trung tâm R&D chipset ASEAN? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bắc News. Các bạn thân mến, vì sao Việt Nam lại thu hút nhiều ông lớn công nghệ đến thiết lập trung tâm R&D chip bán dẫn? Giữa cuộc đua công nghệ toàn cầu, Việt Nam đang nổi lên như một điểm sáng trong khu vực ASEAN với tham vọng trở thành trung tâm R&D chip bán dẫn hàng đầu. Điều này đã khiến truyền thông Thái Lan rất quan tâm và đi tìm câu trả lời cho bí quyết đằng sau sự thành công này của Việt Nam. Giữa sự cạnh tranh gay gắt, Thái Lan cần phải học hỏi Việt Nam để nâng cao năng lực công nghệ và thu hút đầu tư nước ngoài. Mới đây, ngày 20 tháng 8, trang tin Amarin TV của Thái Lan đã có một bài viết về Việt Nam với tiêu đề Việt Nam sắp trở thành trung tâm R&D chip bán dẫn của ASEAN, bí quyết thành công là gì? Bài viết đã đi phân tích điều gì giúp Việt Nam nổi bật đến vậy? Liệu Thái Lan có thể áp dụng những chiến lược nào để tiếp cận và phát triển trong lĩnh vực này? Cùng tìm hiểu chi tiết ngay sau đây các bạn nhé! Cụ thể bài báo này viết, không thể phủ nhận rằng chip bán dẫn là một trong những sản phẩm và hàng hóa quan trọng có nhu cầu cao trên toàn thế giới. Khi các công ty công nghệ lớn trên toàn cầu bắt đầu cạnh tranh và phát triển trí tuệ nhân tạo AI, cần sử dụng chip bán dẫn cao cấp để học và vận hành, thì quốc gia nào đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng chip bán dẫn cũng có tiềm năng phát triển kinh tế mạnh mẽ. Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày càng leo thang, nhiều quốc gia trong ASEAN, bao gồm cả Thái Lan, có cơ hội cao để thu hút đầu tư vào nghiên cứu và phát triển R&D, sản xuất, lắp ráp, đóng gói và thử nghiệm chip bán dẫn từ các công ty nước ngoài muốn giảm rủi ro từ Trung Quốc. Một trong những quốc gia nổi bật nhất là Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực R&D. Theo Nikkei, hiện nay, Việt Nam là nơi đặt trụ sở R&D của nhiều nhà phát triển chip bán dẫn hàng đầu thế giới như Marvel và Sinochip từ Hoa Kỳ, Infineon từ Đức và Bosch Semiconductor cùng với AD Technology từ Hàn Quốc. Ngành công nghiệp chip bán dẫn của Việt Nam lớn đến đâu? Ai là những nhà đầu tư? Ngành công nghiệp bán dẫn là một trong những ngành công nghiệp có tiềm năng phát triển cao nhất thế giới. Vào năm 2022, ngành công nghiệp bán dẫn đã đạt giá trị lên tới 500 tỷ đô và dự kiến sẽ vượt qua 1.000 tỷ đô vào năm 2030. Năm 2022, Việt Nam là nhà xuất khẩu thiết bị bán dẫn lớn thứ 6 trên thế giới và đứng thứ 3 tại ASEAN sau Malaysia và Singapore. Việt Nam cũng là nhà xuất khẩu mạch tích hợp IC lớn thứ 11 trên thế giới và đứng thứ 3 tại ASEAN sau Malaysia và Singapore. Ngoài ra, Việt Nam còn là nhà xuất khẩu bán dẫn sang Hoa Kỳ lớn thứ 3 thế giới, chỉ sau Malaysia và Đài Loan. Năm 2023, Việt Nam đã xuất khẩu bán dẫn sang Hoa Kỳ với giá trị lên tới 562 triệu đô, tăng 241 triệu đô so với 321 triệu đô vào năm 2022. Điều này có được là nhờ trong thập kỷ qua, Việt Nam đã thu hút được nhiều công ty chip bán dẫn hàng đầu thế giới, đầu tư vào các nhà máy sản xuất linh kiện bán dẫn, nhà máy đóng gói và thử nghiệm bán dẫn với tổng giá trị hàng tỷ đô, ví dụ như Intel, công ty phát triển chip bán dẫn và thiết bị máy tính từ Hoa Kỳ, đã đầu tư và xây dựng nhà máy sản xuất và thử nghiệm chip bán dẫn tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2006. Năm 2021, Intel đã đầu tư tổng cộng 1,5 tỷ đô vào Việt Nam, tạo ra hơn 6.500 việc làm và từ năm 2010 đến 2023 đã xuất khẩu chip bán dẫn từ nhà máy tại Việt Nam với tổng giá trị lên tới 82 tỷ đô. Amco Technology, công ty bán dẫn lớn của Hàn Quốc, năm 2023 đã đầu tư xây dựng nhà máy đóng gói bán dẫn tại Bắc Ninh với vốn đầu tư 1,6 tỷ đô. Hana Micron Vina, công ty phát triển bán dẫn từ Hàn Quốc, chuyên sản xuất IC cho điện thoại thông minh và các thiết bị IT khác, vào tháng 9 năm 2023 đã xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện bán dẫn tại khu công nghiệp Văn Trung với vốn đầu tư 600 triệu đô và dự định tăng vốn đầu tư lên 1 tỷ đô vào năm 2025. Pegatron, một trong ba nhà cung cấp chip bán dẫn cho Apple từ Đài Loan, đã tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam từ năm 2020 và hiện đang xây dựng nhà máy bán dẫn tại Hải Phòng với vốn đầu tư lên tới 481 triệu đô và dự kiến sẽ đầu tư thêm 500 triệu đô vào năm 2026-2027. Ngoài ra còn có Infineon và Nvidia. Việt Nam, tương lai trung tâm R&D chipset của ASEAN. Với những thông tin trên, có thể thấy rằng Việt Nam đã đạt được nhiều thành công trong việc thu hút các công ty hàng đầu thế giới đến đặt nhà máy sản xuất, đóng gói và kiểm tra chất bán dẫn tại đất nước. Nhưng ngoài việc thu hút các nhà máy, một điều khác mà Việt Nam đã thành công không kém là thu hút các trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển. Hiện tại, Việt Nam đang và sẽ là nơi đặt các trung tâm R&D của nhiều công ty chipset hàng đầu thế giới như Qualcomm, Marvel, Sinochip, Faraday,
AD Technology, Boost Semiconductor, AI Chip Technology. Ngoài ra, các cơ quan của Việt Nam còn hợp tác với các công ty phát triển chipset để phát triển nhân lực và chuyên gia trong ngành công nghệ chipset. Như Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia của Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ với Sinoship, Trung tâm Phát triển Nhân lực Thiết kế Chipset tại Việt Nam. Việc thu hút thành công các công ty nước ngoài đến đặt trung tâm R&D là một bước đi rất quan trọng để Việt Nam trở thành trung tâm phát triển, thiết kế và sản xuất chất bán dẫn của ASEAN trong tương lai. Các trung tâm R&D này sẽ tạo cơ hội cho các kỹ sư, nhà thiết kế chipset và sinh viên tại Việt Nam tiếp cận công nghệ trực tiếp từ các công ty hàng đầu thế giới. Điều này có thể phát triển thành việc sản xuất các sáng tạo chip của riêng mình trong tương lai. Nếu Việt Nam có thể xây dựng được ngành công nghiệp và chuỗi cung ứng chipset trong nước, Việt Nam sẽ có tiềm năng rất lớn để vươn lên thành một trong những quốc gia có thu nhập cao trong tương lai. Vì chất bán dẫn và các bộ phận liên quan là những mặt hàng có giá trị cao và đang được rất nhiều nơi trên thế giới săn đón. Điều gì khiến Việt Nam thu hút được các trung tâm R&D đặt tại đây? Cũng như việc sản xuất và phát triển hàng hóa trong các ngành công nghiệp khác, yếu tố quan trọng nhất để một quốc gia thu hút đầu tư nước ngoài chính là nguồn nhân lực. Nhân lực không chỉ phải là chất lượng mà còn có chi phí thấp hơn so với các nơi khác khi so sánh chất lượng công việc nhận được. Bên cạnh đó, các chính sách hỗ trợ từ chính phủ, chẳng hạn như các biện pháp về thuế và cơ sở hạ tầng, về cả giao thông và công nghệ thông tin cũng phải phù hợp với việc phát triển và sản xuất các loại chip cao cấp. Hiện nay, Việt Nam được coi là nguồn cung cấp các kỹ sư IT và các nhà phát triển, thiết kế chipset mà các công ty sản xuất và phát triển chipset trên toàn thế giới đang tìm kiếm. Họ có kiến thức tốt, hiểu tiếng Anh, chăm chỉ và tận tụy với công việc, trong khi mức lương thấp nhất khi so sánh với các kỹ sư ở các quốc gia khác trong ASEAN. Mức lương trung bình của kỹ sư IT ở Việt Nam chỉ khoảng 665 đô trên tháng, tương đương với khoảng 22,745 baht trên tháng, thấp hơn rất nhiều so với mức lương trung bình của các kỹ sư ở Singapore là 5.627 đô trên tháng, Đài Loan 3.782 đô trên tháng, Malaysia 1.313 đô trên tháng và Thái Lan khoảng 85,100 baht trên tháng. Ngoài ra, các quốc gia dẫn đầu về thiết kế và phát triển chipset như Đài Loan và Hàn Quốc cũng đang gặp vấn đề về chảy máu chất xám, khi các kỹ sư có kiến thức cao trong lĩnh vực IT ở các quốc gia này thường chọn làm việc tại Mỹ hoặc các quốc gia phương Tây khác, nơi trả mức lương cao hơn. Điều này khiến các công ty tại các quốc gia châu Á không thể cạnh tranh về chi phí lao động. Do đó, họ đã chuyển hướng sử dụng nguồn nhân lực có trình độ tương đương nhưng chi phí thấp hơn tại Việt Nam. Thành công trong việc xây dựng lực lượng lao động có tay nghề cao này là kết quả của việc chính phủ Việt Nam đã đầu tư vào việc giảng dạy IT và thiết kế chipset tại các cơ sở giáo dục. Vào năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã đề xuất kế hoạch hỗ trợ tài chính cho nghiên cứu và phát triển các sản phẩm công nghệ cao, bao gồm IC và chất bán dẫn. Điều này đã thúc đẩy các cơ sở giáo dục phát triển các chương trình học nhằm tạo ra nhiều nhân lực hơn trong ngành công nghiệp chất bán dẫn, đôi khi là hợp tác phát triển chương trình học với các công ty tư nhân trong nước như Viettel, tập đoàn viễn thông hàng đầu của Việt Nam. Vào tháng 2 vừa qua, chính phủ Việt Nam cũng đã công bố kế hoạch phát triển ngành công nghiệp chipset với việc hỗ trợ các cơ sở giáo dục tăng số lượng kỹ sư chất bán dẫn lên 50.000 người, gấp 10 lần so với hiện tại vào năm 2030. Hiện tại Việt Nam có khoảng 35 cơ sở giáo dục đại học có chương trình đào tạo về chất bán dẫn. Dự kiến đến năm 2025, các cơ sở này sẽ tiếp nhận hơn 1.000 sinh viên tham gia chương trình đào tạo chuyên sâu về thiết kế chip, khoảng 7.000 sinh viên theo học các ngành liên quan đến phát triển và thiết kế chip. Ngoài ra, Việt Nam cũng đang nhận được sự hỗ trợ từ các công ty nước ngoài trong việc xây dựng nguồn nhân lực trong ngành công nghiệp chất bán dẫn, chẳng hạn như Marvel cung cấp học bổng và chương trình thực tập sinh cho sinh viên trong nước và Pegatron cung cấp học bổng chương trình thực tập cho sinh viên tại Đại học Hàng hải Việt Nam và Đại học Hải Phòng, cũng như cùng tham gia thiết kế các khóa học về thiết kế chất bán dẫn. Vì vậy, khi kết hợp các yếu tố khác như biện pháp giảm thuế thu nhập cho các công ty công nghệ, sự ổn định chính trị và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số vững mạnh, có thể nói rằng Việt Nam có tiềm năng rất lớn để phát triển trở thành trung tâm thiết kế, phát triển và sản xuất chất bán dẫn trong tương lai, và là một đối thủ đáng gờm đối với mọi quốc gia trong khu vực ASEAN, bao gồm cả Thái Lan, trong việc tạo dựng vị thế trong ngành công nghiệp công nghệ đang phát triển nhanh chóng này. Trên đây là bài viết được đăng tải trên trang Amarin TV của Thái Lan. Và đó cũng là nội dung mà mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.